Hello, mến chào tất cả các em. Các em ơi, các em có thấy bộ kit này dễ thương hay không? Đây chính là bộ kit mà chị Kimber mới làm ra nè. Và bé Kem đang có ở đây cho nên bé Kem rất là phá luôn. Thì lúc trước chị Kimber đã hướng dẫn các em làm bộ Slam Kit tí hon rồi. Những em nào mà chưa xem thì hãy gõ tìm kiếm chị Kimber hướng dẫn làm bộ Slam Kit tí hon nha, thì sẽ có ngay. Nhưng mà hôm nay chị Kimber làm một bộ khác. Cái bộ này thì là Slam Tuyết Owen Slam May. Thì ngày hôm nay chị Kimber sẽ chơi thử cái bộ Slam Kit tí hon này nha. Ok, chúng ta hãy bắt đầu cái video này thôi. Kem ơi, đầu tiên thì chị Kimber sẽ giới thiệu những cái thành phần ở trong cái bộ Slam Kit này nha. Thì đầu tiên chúng ta có một cái chai Activator rất là nhỏ luôn. Đây chính là chai dung dịch làm đông Slam nè. Rồi chị Kimber để qua một bên. Tiếp theo là chúng ta có keo sữa. Đây là cái chai chị Kimber lấy xong rồi cho keo sữa vào. Xong rồi chị Kimber có viết chữ keo sữa lên trên này nữa nè. Xong rồi chúng ta hãy dán cái miếng băng keo lên. Vậy là xong rồi đó các em. Ô sao mà chị Kimber nói nhiều chữ xong thế không biết. Nhưng mà yeah, nó rất là dễ thương luôn. Tiếp theo là chị Kimber có một cái chai body lotion. Cái này thì lúc trước chị Kimber đã làm trong cái bộ kit làm kem dưỡng thể đó. Những người nào mà chưa xem thì hãy gõ tìm kiếm để xem nha. Bộ kit làm kem dưỡng thể. Không biết là nữa chị Kimber có dùng hay không, nhưng mà chị Kimber thấy nó hợp quá cho nên cho vào luôn. Và tiếp theo chúng ta có một cái chai chai màu. Đây là màu hồng này các em. Đây nó có ghi pop of pink. Và tiếp theo chúng ta có một cái chai màu blue, màu xanh da trời nè. Có một cái con cá heo rất là dễ thương. Chai màu hồng thì có gì nhỉ? Chai màu hồng thì có trái tim. Còn cái này đó chính là mấy cái nail này các em, để chúng ta trang trí cái móng tay á, nhưng mà chúng ta có thể bỏ vào trong slam rất là dễ thương luôn. Còn đây chính là mousse shop cầu vòng mini. Chị Kimber cũng cho vào trong cái hũ nhỏ này luôn. Và thêm một cái nữa, đây chính là cốm cầu vòng. Cốm cầu vòng thì rất là đẹp ha các em. Và chị Kimber có chuẩn bị ba cái charm ở đây. Không biết là nữa chị Kimber sẽ dùng cái charm nào nữa. Đây là cái charm bé gấu cài nơ. Giống như một viên kẹo luôn. Còn đây chính là charm bé thỏ mặc áo kimono. Mà đồ Nhật Bản á các em. Và cái charm này thì rất là nữ tính, đây chính là cái nón. Và hai cái cuối cùng chúng ta có đó chính là một chai hương liệu. Cái này chị Kimber đã làm trong cái bộ kit làm nước hoa đó các em. Ừ đúng rồi, bộ kit làm nước hoa đó. Không biết các em đã xem chưa nha. Và cuối cùng là chị Kimber có một cái bịch tuyết nhân tạo, bịch tuyết Snow Wonder. Đây chị Kimber cho vào một cái bịch rất là nhỏ luôn và dán cái logo lên. Các em thấy có dễ thương không nè? Bé Kem và bé Bơ đang chơi ở trong tuyết nè. Tuyết rơi rất là nhiều luôn. Ô và chị Kimber quên một cái nữa. Đó chính là một cái chén và một cái muỗng để chúng ta khuấy lên. Wow, rất là nhỏ luôn ha các em. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm một cái basic slam bằng cách chúng ta sẽ cho keo sữa vào nha. Chị Kimber sẽ dời những cái này đi sang một bên. Chai keo sữa rất là dễ thương luôn hai các em. Không biết nó có đổ ra hay không. Yeah, không có đổ. Chúng ta sẽ làm một cái basic slam trước nha. Wow, keo sữa rất là đặc luôn. Chị Kimber sẽ cho khoảng nửa cái chén này thôi. Rồi, cho keo sữa xong rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cho activator.
Cái chai XV thì rất là nhỏ luôn, tuy nhỏ nhưng mà có vỏ đó nha. Wow, xíu luôn các em ơi. Các em thấy trong này cái gì là to nhất? Đúng rồi, đó là cái tay của chị Kem. Cho một tí vào thôi nha. Cho một tí mà sao chị Kem bơi cho hơi nhiều. Chúng ta sẽ trộn lên để cho nó đặc lại. Chị Kem bơ sẽ làm cho nó hơi cứng nha, tại vì chúng ta làm slam mây thì phải làm cho nó hơi cứng một tí. Các em có thích làm những cái món đồ tí hon như thế này không? Lúc trước thì chị Kem bơ không thích đâu, nhưng mà bây giờ thì chị Kem bơ cũng khá thích. Tại vì nó khó làm á các em, cái tay mình to nữa. Nó không ra luôn. No, không sao, chúng ta sẽ cho vào lại. Đó là một trong những lý do chị Kem bơ không thích làm những món đồ mà quá nhỏ. Tại vì nó rất là khó khăn, tay của chúng ta thì rất là to. Không biết tay các em to hay không, nhưng mà chị Kem bơ thấy tay chị Kem bơ to quá. Bây giờ chị Kem bơ sẽ lấy ra ngoài để nhồi nha. Làm đổ SUV rồi ra này, ra ngoài này. Sẵn dùng luôn, không sao cả. Chắc là cục slam của chúng ta sẽ rất là cứng đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhồi 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 cho đến khi nào nó thành cục slam thì thôi. Và chúng ta tiếp tục nhồi. Cục slam của chúng ta cũng đã được rồi. Bây giờ chị Kimber sẽ lấy cục slam để clean cái gì ta, cái chén này. Chúng ta đã lau xong cái chén rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ lau cái bàn nha. Sau khi lau cái bàn thì chúng ta lau luôn cái muỗng. Yeah, cuối cùng thì chị Kem Bơ cũng đã làm xong cục slam rồi đây. Các em thấy nó có dễ thương hay không nè? Rất là nhỏ luôn. Nó cũng khá stretchy nhưng mà nó cũng hơi cứng cứng á các em, tại vì chúng ta phải làm cho nó hơi cứng nè. Để chị Kem Bơ chọt thử xem nha. Chơi cục slam nhỏ mắc cười quá các em ơi. Chị Kim Bơ tưởng tượng mình giống như là người khổng lồ vậy đó. Rồi, đã có cục slam, bây giờ chúng ta sẽ qua thành phần quan trọng, đó chính là tuyết nhân tạo. Tuyết nhân tạo đây. Chúng ta sẽ cho vào trong cái tô này nha. Các em muốn làm cục slime màu gì nè? Màu trắng hay là màu hồng hay là màu vàng? Thì cái mới cho ít thôi. Không cần cho quá nhiều đâu. Tại vì cục slime của chúng ta nhỏ xíu thôi. Đây, nước đây các em. Bây giờ thì chị Kimber sẽ cho màu vào nha. Hôm nay chúng ta hãy dùng màu hồng đi. Chị Kimber sẽ cho màu trực tiếp vào trong nước luôn. Để lát nữa tuyết chúng ta sẽ thành tuyết màu hồng. Rồi bây giờ thì trộn lên. Wow, màu rất là đậm luôn á các em. Rồi, các em đã sẵn sàng chưa? Chị Kim Bơ sẽ cho vào trong tuyết nha và nó sẽ nở lên thành màu hồng rất là đẹp. Wow! Đẹp chưa này các em?
rất là nở luôn. Wow, nở rất là tơi luôn. Đó, các em không có dính tay chị Kimber, chỉ là dính trong cái móng thôi. Và nó không có bị đóng cục lại nữa nè, nó rất là tơi luôn. Rồi bây giờ thì chị Kimber sẽ cho tuyết vào trong đây nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhồi. Gói bánh lại. Wow, cục slime rất là nhỏ cho nên chắc là chị Kimber sẽ không có dùng hết tuyết đâu. Chúng ta cứ bắt đầu kéo như thế này nha các em. Mình phải cho tuyết từ từ thôi, nếu mà mình cho nhanh quá thì lát nữa nó sẽ bị cứng á các em, tại vì nhiều tuyết quá nó sẽ rơi nữa. Rồi chị Kimber sẽ cho thêm một tí tuyết nữa nè. Hình như cho hơi nhiều đó. Chúng ta không cần phải cho quá nhiều đâu. Nếu mà các em thấy nó quá nhão thì chúng ta có thể cho một chút xíu activator vào. Nhưng mà đừng nên cho nhiều quá nha. Cho tí tí thôi, cái gì mình cũng phải cho vừa vừa thôi nha các em. Và chúng ta cứ tiếp tục kéo như thế này và cho thêm tuyết tới khi nào mà slime của chúng ta nó có sợi thì thôi nha. Các em ơi, sau một hồi nhồi nhồi kéo kéo thì chị Kimber cũng đã làm xong một cục slime mây rồi đây. Các em nhìn xem nó có giống slime hay không. Nhìn nó không có giống lắm hả các em. Nhưng mà lát nữa chị Kimber chơi thì các em sẽ thấy nó đó chính là slime mây. Và bây giờ thì chị Kimber sẽ cho thêm một tí màu nha, tại vì thấy nó hơi bị nhạt á các em. Ui, chị Kimber sợ cho cái màu này lắm, tại vì nó rất là đậm luôn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu kéo nha. Các em thấy là chị Kimber chỉ cần kéo một cái thôi là nó đã rất là tơi rồi đây. Rồi bây giờ chị Kimber sẽ bắt đầu kéo nhiều nhiều nha. Trời ơi, cục slime nhỏ quá, khó kéo quá các em. Nhưng mà các em nhìn xem nó rất là tơi và bông luôn. Các em thích chơi cloud cream hay là các em thích chơi slime mây hơn? Các em hãy để dưới bình luận cho chị Kimber biết nha. Các em nhìn xem nè, chị Kimber chỉ cần kéo một cái thôi là nó đã có mây rồi đây. Đó, đẹp chưa các em, nó rơi rất là chậm luôn. Rơi rất là chậm luôn á các em. Không có cần làm một cục to, một cục nhỏ thôi, nó cũng đã rất là tơi rồi đây. Đó, các em thấy đẹp chưa? Các em có muốn xem một cục slime to hay không? Chị Kimber đã có làm một cục slime to. Chị Kimber sẽ lấy ra cho các em xem nha. Wow, các em xem nó rơi đẹp chưa nè. Đây, một cục slime to chị Kimber làm sẵn rồi đây. Bây giờ sẽ lấy ra cho các em xem nha. Chị Kimber bỏ vào trong bao để cho nó không có bị khô á các em. To đùng luôn. Đẹp chưa các em, và cái tiếng nghe rất là đã luôn ha. Wow, một cục to như thế này chắc là kéo đã lắm á. Wow, một cục to như
Wow, các em ơi, một cục to như thế này kéo là mỏi tay luôn. Nhưng mà các em nhìn xem nó rất là tơi luôn, đã quá đi. Rất là mềm. Tùy theo chúng ta thích chơi slam như thế nào thì chúng ta làm như thế đó nha. Chúng ta chơi thích chơi cứng một tí thì cho nhiều ATV được một tí. Còn nếu mà thích chơi mềm thì đừng có bỏ nhiều ATV được quá nha các em. Chị Kimber sẽ cho cục sam này vào luôn. Chị Kimber thích chơi cái slam mây mà nó giống như là kiểu vừa cloud mà vừa cream á các em. Ok các em, chị Kimber cảm ơn các em rất là nhiều để dành thời gian để cùng chị Kimber làm cái slam tí hon này nha. Và bây giờ nó đã thành cái slam rất là to rồi. Các em đừng quên cho chị Kimber một like thật to. Và nếu mà các em muốn làm cái bộ kit như thế này thì hãy gõ tìm kiếm chị Kimber hướng dẫn làm bộ slam kit tí hon. Chị Kimber tạm biệt các em, yêu các em rất là nhiều nha. Và chúc các em thi thật là tốt luôn.